Bây giờ đi chợ mua rau, ngày xưa thì phải tìm cái lá rau thật là xanh, thật là mướt. Bây giờ nó bảo không được đâu cha ơi, lá xanh lá mướt đó là có thuốc, cho nên phải tìm lá gì? Nó sâu đấy Chúa. Tôi nhớ ngày xưa mà tôi đi hái rau muống với mẹ tôi, mà cứ cái nào là cái lá sâu là chúng tôi ngắt đi, chỉ dọn lại những cái lá nào tươi, lá nào tốt, cái cọng rau muống nào tốt, rồi mới bó thành bó, rửa sạch, bó thành bó, rồi gánh ra chợ. Để hồi mà tôi còn bé, 5-6 tuổi, đã theo mẹ ra ngoài cánh đồng ruộng muống, lội ruộng, đi bắt cua, bắt ốc, rồi hái rau muống về bó thành bó, đi bán. 5 tuổi, đến năm 30 tuổi, vẫn còn đi làm cái nghề rau muống, là lúc đó chờ để được chịu chức linh mục đi nông trường Củ Chi, thì cũng làm cái nghề rau xanh với Đức Cha Thống. Một cái tổ rau xanh chỉ có 2 người, tôi là tổ trưởng thì Đức Cha Thống làm tổ phó. Tuần sau bảo thôi để ta làm tổ trưởng, mày làm tổ phó. Chỉ có 2 người thôi, cũng phong cho nhau tổ trưởng với tổ phó. Chúng ta mới dỗ Đức Cha Thống ngày hôm qua, ngày mồng 1 tháng 3. Thì anh em chúng tôi cũng phải đi ra mà tưới rau bằng nước sạch, rồi thì lựa cái rau nào xấu thì bỏ đi, cái rau nào tốt mới cho vào trong rổ, rồi chở từ 3 giờ sáng chở 7 cây số đường đèo đường dốc ra tới chợ An Nhân Tây để bán rau xanh ngoài đó, đứng bán ngoài chợ, xong đến trưa đi mua đồ đi đạp về. Nên đứng bán riết hồi thì mấy bà mà cho đứng nhờ, cái cửa hàng của mấy bà cho đứng nhờ bán rau, thì mới bảo là sao chú mày trắng trẻo, sao chú mày ăn nói cũng dễ thương mà sao mày đi bán rau, chú mày có vợ chưa? Bảo nghèo thế này ai mà lấy ở gì hai. Bảo nếu mà mày nghèo mày ngoan thì tao chọn cho mày 2 đứa con gái của tao, đứa nào mày chọn đứa nào tao cho. Ngon. Xem quả thì biết cây. Nghe mình ăn nói đàng hoàng thì chắc đây là cái quả, thì cũng biết rằng cái cây mình cũng tốt, cho nên là họ cũng chọn nữa chứ, phải không? Xem quả biết cây chứ. Còn gặp một cái thằng mà nó đứng là sao gì ai gì có mấy thằng con gì gả cho nó suốt ngày nó xỉn, thì bà nào bà gả cho cái thằng say sẩm sau cơn xỉn suốt ngày như thế. Cho nên thấy ăn nói cũng đàng hoàng, rồi cũng lịch sự thưa gửi. Xem quả thì bà cũng phải biết cây, và biết cái cây này là cây là chỉ có hàng ngó mà không được đụng tới. Hàng chỉ trưng bày mà không được đụng tới. Nói gì có lòng thương thì con cũng cảm ơn, nhưng mà nghèo lắm lấy nó rồi lấy gì nuôi nó, rồi vợ con lấy gì nuôi. Mày khỏi có lo Long ơi, mày đến với nhà tao còn mấy vựa lúa, còn mấy mộ đất, mày cứ vô mày ở đi. Mày ngoan là tao nuôi mày hết luôn, vợ mày nuôi mày luôn. Ngon không? Mày không có ngoan không? Thì thưa anh chị em, còn bây giờ thì nó bảo là đi phải đi tìm cái lá sâu. Mà lá sâu làm gì mà có. Cho nên là tôi thấy mấy bà sáng bà cầm cái chổi rễ ra, bảo đem rễ ra làm vườn, bảo sau rễ bà quét ra, bảo không ạ, con lấy rễ con đập vào cái lá cho nó rỗ ra. Có không bà? Tôi nói sao kỳ vậy, cái lá nó đang lành, đang tươi, đang sạch vậy không bán mà lại phải đâm cho nó rỗ ra. Bảo thư cho nó rỗ vậy nó mới bảo là này là sạch, này là sâu nó ăn, tức là sạch, không có thuốc trừ sâu cho nó ăn. Mà thực sự thì xịt thuốc trừ sâu cho nó xanh, nó sạch. Rồi lại lấy cái chổi rễ ra đập đầu cho nó rỗ ra, để cho giả tạo là lá sâu, có nghĩa là không có thuốc trừ sâu trong đó. Cho nên thế gian này bây giờ nó không còn biết đâu là thật, đâu là giả, mà bảo rằng xem quả thì biết cây. Chúng ta thấy thế gian này nó làm đảo lộn hết tất cả. Và vì thế chú mới phải nói mạnh hơn, đó là gì? Đó là lòng có đầy thì miệng mới nói ra. Cứ xem cái việc làm thì biết con người ấy như thế nào. Lời Chúa bảo rằng là nhưng sự khôn ngoan được minh chứng bằng việc làm của mình. Người ta nói nhiều, người ta nói hay, vì lòng người ta nó không có như vậy, cho nên người ta phải nói những cái điều hay, nói những cái điều bóng bẩy,
mà mình nghe những điều hay, những điều bóng bẩy, những điều chân tru, những cái điều mà nó ngọt, nó lọt đến xương, mình dễ bị ru ngủ, dễ bị lừa, dễ bị cho vào chồng lắm, thưa anh chị em. Cho nên là phải xem cái quả, tức là xem cái việc làm của họ, để mà biết được con người của họ là như thế nào. Anh muốn nói gì thì nói, anh nói hay nói dở tôi không cần biết, để anh minh chứng cho tôi cái việc làm của anh. Cho nên khi mà chúng tôi đang có chương trình là lắp mấy cái màn hình LED để cho anh chị em ở bên ở xa có thể tham dự thánh lễ một cách trực tiếp dễ dàng hơn, vì chúng tôi ở đây, anh chị em nhìn đằng xa coi, tít mù xa có biết bao nhiêu anh chị em không được nhìn thấy gì cả, rất là tội. Mặc dù nghe rất là rõ nhưng mà không được nhìn thấy, thì lắp mấy màn hình như vậy, có nhiều anh nghe nói như thế đem đến quảng cáo, thưa cha con muốn giúp, con muốn giúp và con muốn giúp. Nhưng mà lúc tôi bảo anh cho tôi coi cái sản phẩm của anh là như thế nào, anh muốn nói hay gì hay tôi không cần biết, nhưng anh cho tôi coi nó như thế nào, và anh thử cho tôi coi là cái màn hình nó như thế nào, chịu được mưa chịu nắng ra sao, thì tôi sẽ đặt hàng. Còn anh quảng cáo, anh muốn chào hàng, muốn nói gì thì đó là chuyện của anh. Còn tôi thì tôi chỉ cần thấy cái gì trước mắt, xem quả thì tôi biết cây. Chứ còn anh muốn nói gì thì nói. Có những anh quảng cáo tốt lắm, lúc mà đưa đến hàng nó trả ra làm sao. Tôi nói anh thấy không, giữa cái lời nói và việc làm của anh không có hợp với nhau. Anh đi quảng cáo sản phẩm và bây giờ chúng ta dễ bị chết vì cái quảng cáo là như vậy lắm, thưa anh chị em. Vì thế mà người ta mới bỏ ra cả bạc tỷ để người ta quảng cáo là như thế. Vì vậy mà anh chị em đến đây, khi mà anh chị em được nghe, khi mà anh chị em được thấy những cái việc làm của chúng tôi ở đây, thì anh chị em sẽ chứng thực rằng đây có phải là cộng đoàn lòng Chúa thương xót hay không. Và các bạn sẽ chứng thực rằng đây có phải thực sự là nơi mà Chúa chọn để tỏ quyền năng lòng Chúa thương xót không, qua những chứng nhân. Xem cái quả là những chứng nhân lòng thương xót Chúa thì biết được rằng cái cây nó là cây lòng thương xót. Còn chúng ta thấy người ta trưng bày những sản phẩm, người ta quảng cáo toàn là nhà cửa, đất đai, toàn là những thứ vật chất, thì chúng ta cũng biết rằng họ phát xuất từ cái vật chất mà thôi. Họ làm tất cả là vì lợi nhuận, họ kinh doanh tất cả là vì tiền. Đồng tiền nó tràn ra cái miệng của họ, mở miệng ra là tiền. Họ chỉ nghĩ đến lợi nhuận, cho nên lúc nào cũng chỉ nói về lợi nhuận. Cũng như anh chị em đến đây phục vụ cũng thế. Nếu mà anh chị em đến đây phục vụ là ca đoàn, là giáo lý viên, là thiện nguyện viên, là giữ xe, là trật tự, là vệ sinh, vân vân. Nếu mà các bạn nghĩ trong lòng các bạn rằng đến đây mà vì lợi nhuận, đến đây là vì danh lợi, đến đây là vì cái này, vì cái kia, thì lúc đó miệng các bạn nó sẽ bật ra cái đó. Mà nếu mà các bạn khéo che, khéo nói, là khéo miệng, các bạn có thể che đậy được cái dã tâm của các bạn, nhưng việc làm của các bạn sẽ làm cho người ta thấy lòi ra bộ mặt thật của bạn là như thế nào. Cái việc làm, cái hoa trái đó cho chúng các bạn thấy được cái cây nó như thế nào. Mời các bạn nghe trong bài đọc 1 sách Huấn Ca nói như sau: sàng rồi chấu ở lại sàng, nói ra cái dở rõ ràng thấy ngay. Chúng ta thấy là cái sàng, khi mà sàng sẩy thì cái gì nó ở lại? Cái chấu nó ở lại, phải không? Còn những cái vụn khác nó rớt xuống. Sàng rồi chấu ở lại sàng, nói ra cái dở rõ ràng thấy ngay. Khi mà nói ra, cái người mà hay nói thì dễ bị lỡ lời, đúng không? Hay nói thì lỡ lời, cho nên trước khi nói phải uốn lưỡi 7 lần là như vậy. Chứ không phải bạ gì cũng nói, thích nói là nói, khoái là nói mà không suy nghĩ, nói mà không
nghĩ đến hậu quả lời mình nói mà không nghĩ đến những cái tai hại do việc mình nói thì đừng nên nói. Cho nên cái người nói ra cái dở rõ ràng thấy ngay. Cái người mà hay nổ, người ta bảo họ xây nhà ở gần chỗ nào biết không? Ở Long Bình, cái kho đạn Long Bình là nói ra là nổ tung, nổ banh ta lông lên. Thì nói ra cái dở rõ ràng thấy ngay, có thử lửa mới biết bình thợ gốm, nghe chuyện trò biết ai rẩm ai hay. Cái thằng hay khoe mã, cái thằng dốt thì hay nói chữ, cái thằng mà không biết thì là cứ tỏ ra là mình biết, nó lòi ra hết. Cái thằng mà nghèo mà cứ thích che giấu để cho mọi người thấy là giàu rồi, nó cũng lòi ra hết. Thưa anh chị em, nghe chuyện trò biết ai rẩm ai hay, xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người. Anh chị em lặp lại câu này hay đấy. Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người. Đây là sách Khôn Ca Kinh Thánh chứ không phải tôi. Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói chớ vội khen khi người ta chưa lên tiếng. Muốn biết người phải nghe miệng nói năng. Muốn biết người phải nghe miệng nói năng. Cho nên khi người ta thử việc, người ta mới có phỏng vấn là như vậy. Tôi nghe anh nói coi để tôi biết anh là người như thế nào. Tôi biết năng lực của anh qua cái việc phỏng vấn. Cho nên những chuyên viên phỏng vấn là họ phải qua một cái trường lớp để cho khi mà họ nói thì họ nói cái gì, và để cho cái người mà bị hay là được phỏng vấn trả lời ra sao. Qua cái việc trả lời, qua những câu mà người ta phỏng vấn, người ta trả lời, cái cách trả lời, cái khuôn mặt, rồi cái nội dung, người ta sẽ biết là cái người đó là người như thế nào để có thể nhận việc hay không nhận việc. Thưa anh chị em, bây giờ mời anh chị em và các bạn chúng ta đi xem những quả lòng thương xót nó phát xuất từ cái cây nào nha. Rồi, mời con lên đây. Con chào cha và cộng đoàn. Rồi, con tên là gì, ở đâu và làm gì? Dạ, con Võ Thị Phương, con Maria, con Tân Tòng. Maria. Võ Thị Phương Loan. Võ Thị Phương Loan là một Tân Tòng. Con bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì? Dạ, con 40 tuổi, con thờ mai. Rồi, ở đâu? Dạ, con ở Đắk Lắk. Rồi, con được ơn gì của Chúa, nói to lên và cho mọi người nghe. Dạ, thưa cha, con được ba ơn. Cái ơn đầu tiên của con đó là con bị u nang buồng trứng và con bị sỏi túi mật. Mà con đi chữa khắp nơi cũng không hết. Năm ngoái tháng 8 con về đây á, thì cha đặt tay cầu nguyện cho con thì con đã hết. Đó là ơn thứ nhất của một người u nang buồng trứng và sỏi túi mật. Ơn thứ hai. Dạ, thưa cha, con được chồng con bỏ đạo 20 năm và bây giờ đã quay về với Chúa. Chồng chỉ là đạo gốc hay đạo theo? Dạ, đạo gốc. Chồng là đạo gốc, vợ là đạo theo. Chồng bỏ đạo 20 năm, bây giờ đã quay về với Chúa. Để một người đạo theo lên làm chứng cho người đạo gốc đã được ơn quay trở về. Nhờ đâu mà chồng con được ơn quay trở về sau 20 năm bỏ Chúa? Dạ thưa cha, là con bị sỏi mật rồi được một cha bạn cho cái máy 365 bài giảng của cha. Thì con mở cho chồng con nghe và gia đình bên chồng con. Và cha chồng con thì được 50 năm bỏ Chúa, chuẩn bị tới đây là làm phép cưới. Chồng thì 20 năm bỏ Chúa, còn bố chồng thì 50 năm bỏ Chúa. Rồi chị được ai tặng cho chị cái máy 365 bài giảng? Chúng tôi có máy đầu tiên là 500, cái đợt thứ hai là 365, và đợt mới nhất phát hành ngày 22 tháng 7 năm 2018 cho tới bây giờ là máy 300 bài giảng. Chị được ai tặng cho cái máy bài giảng? Thưa cha, một cha bạn ở bên giáo xứ Vân Sơn. Chị có một cha, một người bạn làm linh mục. Dạ. Cha bạn làm linh mục, mới phong chức linh mục 2 năm ở bên giáo xứ Vân Sơn. Tặng cho chị.
Dạ, tặng cho con rồi. Con về con mở cho chồng con nghe rồi. Con mở phòng loa to qua bên gia cho đình chồng con nghe nữa. Để chồng con trở lại. Dạ. Bố chồng trở lại. Dạ. Bây giờ đang học giáo lý á, chuẩn bị làm lễ cưới với mẹ kế bên chồng. À. Bố chồng có con dâu bây giờ chuẩn bị làm đám cưới. Cho thấy vui chứ nhỉ không? Là một người ngoại đạo. Con quen với linh mục ấy trước khi con theo đạo hay là sau khi con theo đạo? Dạ, sau khi con theo đạo. Con theo đạo thì được, ban đầu thì người thầy đã dẫn dắt con vô đạo. Chứ trước đây thì con lại trong 7 năm sau con về theo đạo. Vì con bán hàng ăn sáng thì con thấy có một chị nó đang ăn sáng thì làm giàu thành giá. Con tự nhiên con thích rồi con theo. Làm sao con nói sao? Tôi nói lại cái gì? Con bị sán lãi cái gì? Con đang ăn sáng á, con thấy một chị... À, con thấy một chị bạn cũng ăn sáng với con, rồi làm dấu, rồi con thích rồi con theo. Chứ thấy đúng là xem quả thì biết cây. Là chị quay lại đạo là chị là một người ngoại đạo, lấy chồng có đạo mà 7 năm vẫn chưa theo đạo. Rồi một bữa kia là chị đi ăn sáng, nói tôi cứ nghe tưởng chị bị sán lãi cái gì, chị được hỏi rồi chị được ơn. Không phải là chị đi ăn sáng rồi thấy một người bạn là làm dấu thánh giá trước khi ăn. Tuyệt vời không? Chỉ một cái dấu đó thôi mà chị quyết tâm chị đi theo đạo. Chứ còn theo chồng 7 năm, vì người chồng có khi ăn thì không làm dấu vì bỏ đạo 20 năm rồi. Ta thấy Chúa làm một cái điều vô cùng kỳ diệu là chị quyết tâm quay về. Và khi chị quyết tâm quay về đạo thì ai là người dạy đạo cho chị? Dạ, cha xứ. Vâng, cha xứ dạy đạo cho chị ấy. Rồi lại chị lại được một người bạn làm linh mục, một người ngoại đạo mà có một người bạn trai làm linh mục, và tặng cho chị ấy cái máy, và chị ấy mở cho chồng chị ấy nghe. Sau 20 năm bỏ Chúa thì chồng chị đã quay lại. Sau 50 năm bỏ Chúa thì bố chồng của chị đã quay lại để mà làm con của Chúa. Sau nhiều năm tháng đã bỏ Chúa, Chúa đang dùng một người tân tòng, hoàn toàn là theo đạo do tự nguyện chứ không phải là theo đạo để mà lấy chồng. Vì 7 năm sau chị mới, sau khi lấy chồng 7 năm thì chị mới theo đạo cơ mà, chứ đâu phải vì để mà lấy chồng mà theo đạo. Ta thấy một cái con người thật là nhỏ bé như thế này đây mà Chúa dùng cái con người đó để hoán cải hai người, một là 20 năm hay là 50 năm quay về với Chúa. Và chị ấy được ơn quay về với Chúa duy nhất bởi một dấu chỉ là một người bạn ăn sáng làm dấu thánh giá. Nhớ cái cách làm dấu thánh giá như thế nào. Chúng thôi người ta bảo linh mục ơi, tôi không biết là mấy người Công giáo ăn trước khi ăn mà đâu có ruồi đâu, họ cứ đuổi ruồi. Bảo sao đuổi ruồi thì họ cứ khùa khùa trên mũi vậy nè. Làm dấu giá mà cứ khùa khùa, nó bảo đuổi ruồi. Tức là mẹ tôi ngày xưa mắng tôi. Tôi làm dấu thánh giá, bà trợn lắm. Thấy đồ ăn là mắt sáng lên mấy cái, mẹ bảo ngừng làm dấu đàng hoàng, mày không có đuổi ruồi trên mũi. Thức ăn tao làm đàng hoàng, làm dấu lại mới cho ăn. Chứ không có chuyện làm đuổi ruồi trên mũi. Có một số người đuổi ruồi trên mũi. Đây, máy của con còn là 365. Bây giờ ta tặng cho con cái máy 300 nha. Có thêm một ơn nữa là em gái con cũng là người ngoại đạo nên có bỏ chồng, bỏ con đã theo một người khác, nên con có nhắn tin cho cha và được cha trả lời, thì một tuần sau thì em con quay trở lại sống với chồng. Nghe rõ không? Em gái của cô ấy là ngoại đạo, lấy chồng rồi bỏ chồng đi theo người khác. Cô ấy mới nhắn tin cho chúng tôi xin cầu nguyện. Một tuần sau thì cô ấy bỏ cái người thứ hai mà quay trở về với chồng của mình. Khó lắm thưa anh chị em, khó lắm chứ không phải đơn giản. Chỉ có một tuần sau mà cô ấy bỏ được cái người tình mà không phải là để quay về với người chồng. Khó vô cùng vô tận, mà lại là người ngoại đạo nữa. Có cái lý do gì đâu mà họ phải quay trở về. Mình còn sợ tội, còn luật lệ của đạo, còn cô ấy thì có gì? Chỉ có lòng thương xót Chúa. Đây, xem trái thì biết cây. Cô ấy này là một cái trái lòng thương xót rõ ràng phát xuất từ cây lòng thương xót.
Cho nên những ân huệ nó thật là lạ lùng như thế. Hallelujah. Hallelujah. Rồi, con được ơn gì của Chúa? Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con từ miền Bắc con đến. Hôm nay con mắc phải hai cơn. Trong năm vừa qua con mắc phải hai cơn bệnh ung thư hạch với lại u nang buồng trứng. Con đã lên bệnh viện và con được con nhắn tin cho cha. Cha con nhắn tin về, cha bảo con hãy hiệp thông vào lúc 3 giờ chiều. Cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Và hôm nay con đến đến kia kêu nòng và con sau đó con và nòng Chúa thương xót, con cầu xin Chúa và cha cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, gặp thầy gặp thuốc con đã được chữa lành. Và sau đó với bệnh viện cho con về bảo là 3 tháng con nên kiểm tra một lần. Thì nói chung là vừa rồi con nên kiểm tra thì bệnh viện bảo con là bác sĩ bảo con là bệnh của con bình thường rồi. Thì con hôm nay con được đến làm chứng cho Chúa và cho cha và cộng đoàn. Con chị bị gọi là u nang buồng trứng và u hạch. Vâng. Chị tên là gì? Dạ con là Maria Nguyễn Thị Lan, con năm nay 56 tuổi. Con ở ngoài miền Bắc, cuối tỉnh Nam Định ở sát vùng biển. Rồi. Làm sao mà chị biết được đây mà chị chạy từ ngoài Nam Định vô đây để làm chứng cho Chúa? Dạ con được người anh em ở làng xóm đấy họ rủ con đi vào nòng chuẩn thương xót. Thì lúc đấy con chưa bị bệnh thì con chỉ là bị bệnh đa khớp. Con ngồi lên ngồi xuống ở cái giường con rất đau đớn, con không khó đi khó này lắm. Vậy xong con vào đây con khấn thì không biết là con khỏi bệnh con từ lúc nào. Cho đến hôm nay thì con lại mắc hai căn bệnh đấy. Thì đến bây giờ Chúa lại chữa lành cho con. Và con hôm nay con được lên làm chứng. Con tạ ơn Chúa và con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Tôi gửi tặng cho chị cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Vì hôm nay là ngày thứ bảy đầu tháng. Các bạn trẻ đã đến đây rất đông để tham dự thánh lễ ngày thứ bảy đầu tháng. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chị nhé. Rồi, con. Dạ, con chào cha. Con là Anna Nguyễn Thị Hương ạ. Con ở miền Bắc vô ạ. Dạ, con ở Thanh Hóa ạ, xã huyện Thọ Xuân ạ. Dạ, vâng, cách đây 3 tháng là con có vào đây làm ăn ạ. Thì con vào được 1 tháng thì con của con nó bị bệnh ạ. Con có bệnh cho xuống bệnh viện Nhi Đồng 1 á. Thì người ta bảo là con đưa bé đi quá trễ vì nó bị u ác tính, nó di căn gan tủy xương não, hầu như là giai đoạn cuối rồi cha. Bé mới 18 tháng ạ. Dạ. Thì con ở đấy 1 tuần thì người ta chụp CT xong thì người ta chơi con chữa qua bệnh viện ung bướu. Thì con ra được khỏi bệnh viện thì con xuống đây. Vào hôm thứ hai là con không gặp được cha, vì hôm đấy hình như là cha về thăm mẹ cha. Thì con có gọi cho cha nhưng mà thật sự lòng tin của con yếu quá. Con gọi con ú ớ mấy câu xong rồi tắt máy ạ. Xong rồi con chờ một tối hôm đó không gặp được cha thì ngày mai con xin khấn. Con ở xa đằng kia. Xong rồi con chỉ biết xin khấn rồi con quỳ xuống con xin Chúa vì tội lỗi của con. Cha đặt tay cho bé được 1 tuần. Nó cũng ăn uống được. Xong rồi con xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con. Thì con lại quay lại bệnh viện ung bướu. Thì bác sĩ bảo là bây giờ nó nặng quá. Nếu mà để vậy á thì nó chỉ sống với con được vài ngày nữa là nó đi. Mà nếu vô thuốc là cái sự tử vong của nó là sẽ đi luôn trên giường bệnh. Thì con tin tưởng, con có nhắn tin cho cha nhưng mà cha không trả lời con. Cái khi con ở đây á thì con có đưa vào trong một cái bao thư là 2 cái tờ giấy của kết quả. Thì con có tin tưởng rằng là cha sẽ đọc kinh cầu nguyện cho con và Chúa sẽ nhận lời. Đến vô thuốc được đến hôm mùng 5 ấy, là người bé nó phù lên mùng 5 Tết là con ở lại bệnh viện. Thì chân tay nó phù từ dưới chân lên đến mặt. Thì con có xuống phòng thương xót ở dưới tầng 2 của bệnh viện á. Con xin là lạy Chúa, nếu như Chúa mà thương nhận lời con thì Chúa để lại cho con. Mà không có Chúa mà cấp bệnh cho con của con thì con cảm ơn. Mà nếu không có thì xin cho con mang được cháu về đến quê. Thế là con điện cho người nhà, cho bà ngoại mang con chị nó vào để cho nó quay mặt. Thế là được mấy ngày sau ấy,
vào Chủ nhật xong ở nhà xin khấn đọc kinh. Rồi đến thứ hai tự nhiên con thấy nó ngồi dậy nó đầy ăn. Rồi nó chơi, hiện nay thì nó ăn được chợ, nó ăn được nó khỏe. Còn trước đó ngày mùng 3, mùng 4 là con bế nó lên là máu mũi nó cứ chảy ra. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, bây giờ nó khỏe ạ. Bác sĩ cho con về để thứ hai vô thuốc nha. Con xuống đây con nhờ cha đặt tay ạ. Dạ vâng ạ. Hallelujah. Hallelujah. Thì cao cái quạt lên các bạn. Hallelujah. Dạ thưa cha, đây là có món quà của con gửi cho những người nghèo hơn con. Dạ 12 cái đài với 2 triệu tiền mặt ạ. Vâng, cảm ơn con rất là nhiều. Cha gửi tặng con tấm ảnh thánh. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Cha đã gửi tặng con tấm ảnh thánh Faustina nha. Vâng, thánh Faustina cũng trải qua rất nhiều khó khăn thử thách. Đây, cha gửi tặng cho con. Xin Chúa chúc lành cho con. Con một người mẹ mà cái đứa con của mình nó u cỡ nào, con kể cho mọi người nghe. Nó bị u ác tính, nó di căn để gan, tủy, não, mắt, hai quả thận, hai quả xương, hai cái xương vai đít này nó không có ngồi được. Mà các mẹ ở đây mà biết là người bụng chứa thế nào ấy, thì con nó bụng to như vậy ấy, là chân tay nó teo lại, nó không có đi được. Em bây trừ thì nó biết ngồi nói chuyện rồi. Hallelujah. Chúng ta thấy là ai mà có thể làm được chuyện đó thưa anh chị em, mà nó có bao nhiêu tháng? Dạ 18 tháng ở đấy, hôm nay là được 19 tháng. Nếu mà không nghe chính lời của một người mẹ ruột của nó nói thì chắc chắn chẳng ai nghĩ rằng có thể xảy ra chuyện đó. Chết là cái chắc chứ không thể nào. Ngay cả người mà 18 tuổi hay là 8 hay là 7, 5, 60 tuổi còn chưa đủ sức mà chịu được nổi một cái căn bệnh mà đây là đủ mọi thứ bệnh, lục phủ ngũ tạng tan nát hết rồi. Vậy mà người mẹ này vẫn cứ kiên trì bám chặt lấy Chúa đến đây cầu nguyện. Xem quả thì đây là trái của lòng thương xót thì phải phát xuất từ cây. Phát xuất từ cây. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Dạ con thưa cha và cộng đoàn, con được ơn Chúa chữa lành. Năm 2017 con đã bị u dây thanh quản. Con đã chữa gần 15 năm. Đến là con nhờ mẹ con đưa đài lòng thương xót ra cho con, và mẹ con bảo đọc kinh cầu nguyện. Và con hàng ngày nghe đài lòng thương xót của Chúa, và con cầu nguyện đến khi con được đi lên tái. Con đi lên bệnh viện thì bệnh viện bảo con mổ, một là cơm không nói được. Đến khi con nhắn tin cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con thì cha đã nhắn lại cho con hai tin là con cứ ăn. Vâng, thì bây giờ con đã đi tái khám, con được bác sĩ bảo là dây thanh quản của con, cái u của con đã ổn định. Bây giờ nay con vào con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và cộng đoàn, con đã được chữa lành. Sao con biết được đây mà con đến để con tạ ơn Chúa? Con thưa cha, con cũng nghe được nhiều người giới thiệu nhưng con cũng chưa có điều kiện. Thế xong năm nay con được nhờ chồng con và mẹ con cũng đi và tác động cho con là thôi em ơi, em cứ cố gắng, em bút chưa đầy thời gian ra con vào giáo điểm để con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn. Thế là con và mẹ con với cậu mợ với lại gia đình nhà con là tất cả là 10 người. Dạ vâng, con cảm ơn Chúa. Xem quả thì to lên, xem quả thì lòng có đầy thì miệng mới lòng đầy lòng thương xót Chúa thì mở miệng nói về lòng tràn đầy tâm tình biết ơn thì mở miệng nói về. Vâng, lòng thương xót Chúa, lòng biết ơn. Tôi con thích cái gì cho gửi tặng con cái đó. Dạ con xin cha cái đài để con về con cho người cho bạn bè con để con loan truyền. Còn con có rồi, mẹ con cho con nghe. Vâng, mẹ con cho con nghe rồi. Bây giờ là con xin để con tặng cho những người bạn của con để họ biết đến lòng Chúa thương xót. Rồi con. Cha, con chào cha và con chào cộng đoàn. Con ở Bắc và năm nay con 60 tuổi. Thì con được nhiều ơn Chúa ban cho gia đình con.
Thì con thứ nhất là của con là bệnh con là dạ dày với hai u, với lại con bị bệnh khớp, con u nang hai bên. Nhưng mà con đi bác sĩ thì họ cứ bảo là họ hậu chuẩn mổ con ra về. Thì con cũng vững tin và con về làm giờ thương xót hàng ngày. Với này trong nhóm của con thì con cứ cầu xin ngày đêm thì Chúa sẽ ban cho con. Đến ngày nay con vào, khi con vào đến đây thì con không đi được, con phải con vực. Nhưng mà con đi lần thứ hai thì con đã được ơn Chúa ban cho con được. Con về con ăn được, cái dạ dày của con không ăn được nhưng con được Chúa chữa lành. Thì con ăn được hai bát cơm. Con bảo với con rằng mẹ được chữa lành rồi con ạ. Thì Chúa có con sắp xếp cho mẹ về với các em ở nhà. Vậy thì đến biến cố thứ hai này. Ơn thứ nhất là chữa khỏi bệnh đau dạ dày, đúng không? Vâng. Đến biến cố thứ hai là chồng của con là bị ung thư máu toàn thân. Nhưng mà đi bác sĩ thì nên thì bác sĩ cứ bảo là tử vong bất ngờ. Thì con không tông vào ai, con mỗi mình con chỉ bảo bác anh rể rằng anh ra thành phố đón cha cho em. Vậy thì lúc bây giờ con cũng chả tư tưởng nữa. Nhưng mà Chúa thêm sức cho con lại nhắn tin cho các cháu. Vậy nè, các cháu con đang ở đây nhắn tin cho cha thì cha nhận lời gia đình con. Thì con cũng được ơn Chúa chữa lành. Và trong cái cuộc đấy thì nhà con nằm ở trong bệnh viện ở cái viện Hà Nội đấy là ở trong cái viện cấp cứu đấy là 21 ngày. Này con cứ ngồi cầu thang con kêu xin Chúa, Chúa chia chở gia đình con. Thì trong lúc đó thì con được ơn Chúa chữa lành và gia đình con, chồng con đã được khỏe. Và con về đến 26 Tết là chồng con về nằm tròn chỉnh 2 tháng ở viện. Tôi tưởng là chồng chỉ làm gì nằm tròn chỉnh 2 tháng. Chồng nằm tròn chỉnh 2 tháng ở viện. Đó là ơn thứ hai. Thứ nhất là chị đến đây là chị không có đi được. Đứa con phải dìu là bệnh khớp. Mà hôm nay chị đã đi đứng khỏe mạnh được. Bệnh đau dạ dày. Và chồng chị là bị bệnh ung thư máu toàn thân. Ung thư máu toàn thân mà bây giờ đã tròn chỉnh rồi. Vâng này cha, bây giờ chồng con khỏe được, kiêng rượu được. Bác sĩ nói là vậy thì anh ấy có uống rượu không? Con bảo có. Có ăn gỏi không? Con cũng bảo có. Gỏi gì? Ăn tiết canh không? Con cũng bảo có. Vậy ra về nhà con khỏi bỏ rượu được 4 tháng này, nhà con khỏe đi làm. Bây giờ con cũng nhờ cha và cộng đồng cầu nguyện cho nhà con khỏi uống rượu. Nhưng mà còn tiết canh với gỏi con ăn không? Không ạ. Tiết canh với gỏi? Không ăn nữa. Đem vào đây nhá. Nhà con vào rồi nhưng mà đông quá nhà con không nên làm chứng được. Thì năm nay con quyết tâm tự nhiên là con thích đi là con đi luôn. Vâng. Vâng, cha con xin hết, con nói gắn gọn. Mặt không biểu cảm xúc gì cả. Ai cười kệ, cứ cười không cười. Cười đi. Làm chứng cười, cười nhưng mà nhất định nói gắn gọn. Nhà có máy nghe giảng chưa? Dạ nhà con có, nhưng mà có một cái anh hàng xóm đấy, anh bị đi đá bóng rồi anh bị ung thư hết vào, anh ấy chữa. Giờ con chỉ có xin cho anh ấy con, nhà con có. Vâng. Vâng, đây tặng cái máy. Vâng. Chị thích cái gì? Con gia đình con vào đây 3 năm 3 lần rồi, con đủ rồi, con xin mỗi năm chứng là con yên tâm. Rồi xuống. Mãi mới chịu cười. Cả nhà thờ cười mà cứ có không con đó. Con được ơn gì của Chúa? Dạ thưa cha, và do cộng đoàn con được ba ơn. Là một là trong con đau 6 năm rồi mà bị gai cột sống rồi bị thần kinh tọa, là con cứ cầu xin Chúa là xin mẹ là đỡ được khỏi. Thì vừa lấy bệnh bị tai nạn giao thông, là bệnh viện Huế là họ nói là bị máu chảy đồng đến nào, nhưng mà con cứ cầu xin
con xuống dưới chân cầu thang là con cứ cầu xin Chúa cho chồng con được khỏi khỏi bị mổ não, nó sau bị là mổ quấy hàm đấy, là được Chúa chữa lành được là con mừng. Là chồng của chị rồi, tới ơn gì nữa? Dạ chồng của con à, là phải rô hoang vẫn đóng là con vẫn vô nơi mà chứ ở ngoài ngải vẫn vô lấy được chứ. Dạ chồng chị có đi mà đang ngồi ngoài đâu? Dạ nhà con ngoài đi đóng quán vô được. Dạ rồi tiếp rồi con có đứa con thằng con trai đâu là bị hút bị nghiện ma túy là được 3 năm thì con cũng không biết, xong là cứ người hương xóm là cứ mẹ với con nói là thằng cũ là nghiện hút thuốc rồi, đập đá có thì rồi là nghiện ma ân điện hút của thuốc chẳng có, nhưng mà con cứ cầu xin tụi hại tụi lai một cái là hắn cứ lên xe là hắn đi xin là con mới nói đi là mi đi mô đỏ cu nên là con đi chơi gì gì nói con đi chơi mô đỏ cu chơi cái này khó quá, chơi cái gì? Dạ con này cú đi chơi mô đỏ, con đi chơi một thì con về, xong là đến khi con cứ trốn con cũng trở về mô cả thì con cứ lên được ban thơ của mẹ thì con mới cầu xin để mẹ, xin mẹ cứu chữa con của con với. Xong là con ngồi, con về khi mùa 2 giờ sáng là con cứ ngồi cầu xin nữa. Trong của con thì cũng có đôi chén rượu về thì ngủ phê luôn, chẳng biết gì hết. Đó. Chồng của chị cái gì? Trong là uống rượu về là ngủ, chẳng biết gì hết. À, chồng của chị là cứ đi đâu về là uống rượu rồi ngủ, không biết gì hết. Dạ. Còn con chị? Con là cứ ngồi xin được cửa, là cứ đọc kinh được toa mẹ, xong là bắt đầu là con cứ ngồi chơi con là 2 lúc chơi sáng về là con cứ ngồi được cửa đó. Xong rồi đến khi con cứ nói cú này con có hút thuốc thì lo mà bỏ đi kì mà xá đang tội lỗi. Nó xong là hắn thằng cú là dầu này con không hút mu, mẹ cứ nghe đeo ai mà cứ nói rứa. Nó xong là khi này là con với này đi con cứ cầu xin tiếp thì đến khi hắn này đi thôi chứ ba mẹ cứ nghiên rùa con lắm thì cho con đi nước ngoài. Xong mà con với này đi bà hắn không cho đi, bà hắn này đi là cùng sao sáu là bắt đầu là con kiểu cầu xin là chưa lên được là nói cho con đi nước ngoài là khi này là con cho đi mà ra đi trong tay là con nó không có 1.000 mua hết. Xong là con cố gắng vay mượn cho con đi chứ đến khi là vừa bảo đâu thi đâu cái là này chứ này thiếu có đâu. Xong thế con này lên đến toa mẹ mà xin là xin bây giờ làm sao rồi, giờ đi nước ngoài rồi. Phấn khởi quá, đi nước ngoài rồi. Nó hết xì ke chưa? Dạ hết rồi cha. Nhà người ta cha này con sang đây là con. Đã gửi tiền về chưa? Dạ gửi về rồi, đi được 7 tháng rồi. Đứa con của chị là xì ke ma túy rồi 3 năm. Rồi chồng thì say rượu chả biết gì, chỉ cứ cầu nguyện cuối cùng lo được cho con đi nước ngoài. Nó bỏ được xì ke ma túy và nó còn gửi tiền về cho gia đình nữa, phải không? Dạ. Rồi, con. Thế chứ con được một ơn nữa. Một ơn là đứa con gái con là thứ ba là con mới cười được một năm là chưa có con mà con cứ trốn xin là con mới này lên nước toa mẹ mà xin. Xong rồi đến khi xin thì tiếp tục vẫn chưa được, đức tin vẫn chưa vương vang vẫn chưa được. Là xong là vô đức mẹ là vang xin khẩn thì được là bắt đầu về chứ ngay mùng 2 Tết đấy là đi bị đồng thai chưa được 7 tháng. Là vô bệnh viện Ba Đôn họ này là Vậy nó đẻ chưa? Chưa. Nó chết được. Mấy tháng rồi? Dạ được 7 tháng là bệnh viện hồn thì 80% là đen nôn. Nhưng mà con cứ quyết tâm cầu nguyện xin chùa cứu chưa con với. Xong là bắt đầu là chưa được 30 tuần rồi là chưa sinh đáng ở nhà. Là chùa chữa lành là con được bà ơn là trong cho chán với con. Chưa đẻ? Dạ chưa. Chết được. Hallelujah. Rồi đáng nghe nó phải đẻ non nhưng mà cầu nguyện vì nó vẫn chưa đẻ, thế nó phải đẻ già. Phải không? Dạ. Rồi, tôi gửi. Dạ, chị có cái gì rồi? Dạ, con chỉ có cả rồi. Nhà thầy cha có cho con xin cái đai để về của cha trao tận tay cho đứa con gái con để sinh nở cho mẹ cho con vuông.
xin cái đài để nó mẹ tròn con vuông để cho nó nghe nhá. Rồi gửi lời thăm cháu với lời gửi thăm cái thằng mà đi nước ngoài nhá. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. À, đấy là con có món quà nhỏ là con gửi đến cho người nghèo. Rồi, người nghèo. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi con được ơn gì của Chúa? Dạ con được Chúa chữa lành. Rồi được ơn gì nói mọi người nghe? Dạ con bệnh suy thận nặng, gan nhiễm mỡ nặng, với lại bệnh viêm đa khớp, với lại bệnh đại tràng nữa. Đại vì trang nặng đấy, con được Chúa chữa lành. Chúa chữa lành như thế nào kể cho mọi người nghe. Dạ một lần con nằm 10 ngày như thế, con không ăn được, ngủ, nói chung là rất là mệt, không ngồi dậy được. Thì bữa hôm đó chị con là nó 3 ngày nữa là đi vô Sài Gòn á, thì con nói thôi chị đặt máy bay tôi đi với. Nói chị mày, chị con mới nói mày đau mệt thế nó làm sao mày đi được. Nó không, tôi quyết định tôi đi là tôi đi. Thì con với vô tới Sài Gòn ngày mai con là con đi vô Sài Gòn, nhưng mà ngày nay con đi khám bệnh viện Đà Nẵng là bác sĩ kết quả là con bị gan nhiễm mỡ nặng, rồi nói chung là đủ bệnh. Thì bác sĩ nói là trừ cô kê cho chị cái toa uống thuốc, nó nói không, tôi không lấy thuốc. Nói thì bác sĩ nó trả lại hồ sơ cho con, xong rồi con nói ngày mai con bay vô Sài Gòn thì con xuống cha là đặt tay là con khỏe tới trừ, con bớt bệnh hết 80%. Tên gì? Dạ con tên là Bùi Thị Minh Nguyệt. Dạ con 59 tuổi. Dạ con ở Đại Lộc, Quảng Nam. Sao chị biết được mà chị từ Đại từ gì Quảng Nam hả? Mà chị đi vào tới giáo điểm tin mừng này. Dạ cũng nhờ chị con là mở cái chỗ Facebook gia túc chỗ cha đó, là chị con dẫn con vào đây. Vâng, tôi xin được gửi tặng chị có gì rồi? Con xin cái đài để con cho người ta. Thôi tôi tặng chị tấm ảnh lòng thương xót Chúa đi nha. Có chưa? Có rồi. Rồi xin cái đài để tặng cho người ta. Chị là người tên thánh chị là gì? Dạ con đạo Phật. Thưa anh chị em, chúng ta thấy một người đạo Phật mà họ lên họ làm chứng, mình thấy rõ ràng, xem quả thì biết cây. Chị nói về lòng thương xót Chúa thì phải phát xuất từ cây. Từ cây. Từ cây. Vâng, mỗi các bạn trẻ ngày hôm nay, các bạn hãy trở thành những hoa trái của lòng thương xót. Giống như là một người làm chứng là qua người ta làm dấu mà người ta theo đạo. Vậy thì qua những hành động bác ái, qua những việc mà các bạn biết quan tâm đến người khác, qua cái việc mà các bạn biết thương xót người khác, thì người ta sẽ biết rằng các bạn thuộc về cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Khi các bạn nói rằng tôi đến với cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo điểm tin mừng mà các bạn không trở thành người đi loan báo tin mừng, thì chắc chắn các bạn không phải là người của lòng thương xót Chúa, mà càng không phải là người loan báo tin mừng. Nếu các bạn bảo rằng tôi là người phụ trách loan báo tin mừng mà hành động của các bạn lại phản lại tin mừng, chống lại những người đi loan báo tin mừng, làm khó dễ cho người đi loan báo tin mừng, thì các bạn càng làm ố danh bàn loan báo tin mừng. Đúng không ạ? Xem quả thì biết cây. Mình lấy danh nghĩa là loan báo tin mừng mà mình không loan báo tin mừng thì chớ, mình lại còn làm khó dễ cho người loan báo tin mừng, làm cản trở công việc loan báo tin mừng, rồi gây bao nhiêu trở ngại cho những người đi loan báo tin mừng, thì mình làm người phụ trách loan báo tin mừng hoặc là người lãnh trách nhiệm loan báo tin mừng, mình đã không phải là cái cây loan báo tin mừng rồi. Cái cây loan báo tin mừng thì phải sinh ra hoa trái loan báo tin mừng. Cây lòng thương xót Chúa thì phải sinh ra hoa trái lòng thương xót Chúa. Vì thế mà những người ngoại đạo họ đến đây, họ làm chứng cho Chúa. Tuy là họ xưng rằng họ là Phật tử, họ là ngoại đạo, họ là tôn giáo bạn, họ thờ ông bà, nhưng chúng ta biết rằng họ đã được phát sinh, phát xuất từ cây lòng thương xót Chúa. Cho nên cây lòng thương xót Chúa ấy trổ sinh những hoa trái lòng thương xót, là những chứng nhân lòng thương xót ngày hôm nay, cho dù họ là ngoại đạo hoặc cho dù họ là Phật tử như người chị em chúng ta đây. Và bằng chứng là chị không xin gì cả,
ngoài cái máy 300 bài giảng để đi loan báo lòng thương xót Chúa. Cha, con xin cái ảnh mẹ Fortuna, vậy con có hình Chúa rồi. À, chị có hình Chúa rồi, vậy chị thêm, xin thêm tấm ảnh Thánh Fortuna. Vâng, xin Chúa chúc lành cho chị. Con được ơn gì của Chúa? Con kính chào cha và cộng đoàn. Con là Nguyễn Thị Thắm, 55 tuổi. Con ở Đại Tự, Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Con được biết đến lòng thương xót của Chúa. Đến nay được hơn 4 tháng, con được ơn chữa lành. Ơn thứ nhất là con bị u tuyến giáp 11 năm. Đi khám và chữa bấy nhiêu năm không khỏi. Tháng 11 vừa rồi, bác sĩ bảo con phải mổ ngay, không u của con đã tiến triển thành u ung thư. Thế con biết đến lòng thương xót thì con bảo con không đi mổ nữa. Con sẽ vào giáo điểm tin mừng và con cầu nguyện Chúa hàng ngày. Thì hôm nay con cũng đưa mẹ con là Hoàng Thị Tô 82 tuổi và em gái con là Nguyễn Thị Thanh Huyền 49 tuổi. Vì đông quá nên ngồi dưới kia. Thì bệnh tuyến giáp của con là ở nhà con cầu nguyện, con đã cảm thấy con được Chúa sở chạm đến và đã cảm thấy đỡ. Vào đây ngày đầu tiên con vào từ đoàn chúng con vào từ ngày 22 tháng 2 đến hôm nay là được 8 ngày. Thì hôm đầu tiên con vào thì muộn quá, thì ngày hôm sau là ngày 23 con lên được cha đặt tay thì con giơ cái cổ con lên, thế là con bọ cà bóp bật cổ con cái về, con thấy nhẹ luôn. Thế là bây giờ con hết rồi, con không đau ở cổ tí nào. Bệnh thứ hai của con là con bị thoát vị đĩa đệm cổ và thoát vị đĩa đệm lưng. Thì cái cổ của con là những hôm trước mỗi ngày con ra con đặt một lần, có ngày con cha lại đặt cho con hai lần, sướng quá. Thế là chị có biết là chị sướng như vậy thì ai khổ không? Không, tại vì con ngồi. Tôi hỏi chị là chị đặt hai lần như vậy, chị có biết ai chị sướng nhưng mà ai khổ không? Vâng, con biết là thế nhưng con ngồi. Ai khổ không? Ai khổ? Cha khổ. Thưa anh chị em, mà cứ mỗi người mà cứ vòng hai lần thì chết, sao chịu nổi. Cho nên chúng ta cố gắng một lần thôi để nhường cho những người khác nha. Rồi, kế tiếp kể chuyện tiếp đi. Con, thế là con, cái cổ của con cũng khỏi, không tê tay nữa. Thế con bị thoát vị đĩa đệm lưng. Ở nhà thì khám từ năm 2010, họ cũng bảo con mổ. Thì lúc đó con cũng sợ con chẳng mổ. Thế bây giờ con bảo thôi con chẳng mổ cái gì. Thế con đi xe một tí là con phải đeo đai lưng. Thế con cầu nguyện ở nhà thì con đi xe con không phải đeo nữa. Thế hôm con đi vào đây, con đi ô tô, đi máy bay, con không phải đeo gì cả. Thế lúc nãy con bảo con lên làm chứng, con ngồi đây rồi, con chưa được đặt tay, con ra con bảo cha, con chưa được đặt tay, hôm nay con làm chứng. Thế cha bảo thế vào kia, thế với con bảo con bị đau lưng, thế cha lại vỗ cho con vào lưng. Thế từ bấy giờ con thấy lưng con thoải mái luôn, chả thấy thế nào cả. Con xin làm chứng cho mẹ con là Hoàng Thị Tô, thì mẹ con bị đau đầu lâu năm. Mẹ con 82 tuổi, mẹ con bị thoát vị đĩa đệm lưng, bị chảy nước mắt, thì cầu nguyện theo lòng thương xót của Chúa mấy tháng thì mẹ con cũng đỡ và vào đây được cha đặt tay cũng rất đỡ là nhiều. Và con làm chứng cho em gái con là Nguyễn Thị Thanh Huyền cũng bị u tuyến giáp, bị thoát vị đĩa đệm lưng, bị bệnh cao huyết áp, cũng cầu nguyện lòng thương xót của Chúa và vào đây được cha đặt tay đến hôm nay cũng đỡ rất là nhiều. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Con thay mặt cho mẹ con là Hoàng Thị Tô và cùng em gái con là Nguyễn Thị Thanh Huyền, con xin làm bác ái 15 cái máy vì máy hết nên con không mua được. Con gửi cha 15 cái máy để làm bác ái cho những người khó khăn hơn gia đình chúng con. Rồi, cha gửi tặng cho mẹ con một cái cây quạt nha. Gửi tặng cho mẹ cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Gửi tặng cho em của con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và gửi tặng cho con cái móc khóa lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời anh bạn. Con chào, chào cha, chào cộng đoàn. Con tên là Đặng Văn Hiền. Con 36 tuổi. Con người ngoài Bắc, đang sống thuộc huyện Hiệp Hòa, thành phố Bắc Giang. Con, vâng, thưa anh chị em, anh là người có đạo hay không có đạo? Con là người đạo Phật. Rồi, nãy giờ chị nói đây là một người đạo Phật.
Rồi còn nãy chị đang là chia sẻ với mọi người, mẹ chị rồi em chị được những ơn kỳ diệu như vậy, và chị nói rất là ngon, rất là ngọt. Mà quên chị hỏi chị là vậy là chị là người đạo gì? Thưa cha, là chúng con thì... Con là đạo gì? Chúng con là người theo đạo Phật thôi ạ, à, chứ không phải đạo Phật ạ. Theo đạo Phật chứ không phải đạo Phật. À, vậy thì chị theo đạo Phật là từ bao lâu? Con chưa đâu thầy ạ. À, cha, tại vì con mới nghỉ hưu thì con cũng chưa biết, con chỉ biết mình nhiều bệnh thì thấy mọi người bảo là thôi theo Phật cho nó bình an thì con cũng đi chùa theo họ thôi. Thì con biết đến lòng thương xót của Chúa thì thôi con chả đi được nữa, về theo Phật. Con cứ suốt ngày đọc kinh lòng thương xót Chúa, mà có Chúa là có tất cả cha, không có Chúa là chắc không có gì đâu. Có Chúa là có, không có Chúa là không có. Có Chúa là có, không có Chúa là không có. Vậy vậy chị đọc kinh lòng thương xót Chúa cho mọi người nghe. Lạy cha hằng hiếu, con xin dâng cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Con thuộc gần hết cuốn này rồi thầy. Đây, con viết bao nhiêu thứ trong này. Con cứ thấy câu nào của Chúa, của cha già, con ghi vào đây hết. Nhiều lắm. Còn cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa. Những cái câu mà nghe nó rất là hay nên con phải ghi vào đây chả. Vâng. Thế con cầu xin Chúa để ban phước lành, chúc sức khỏe, ban cho cha một sức khỏe để chăn đàn chiên của con, à của cha. Cha thấy là ngày nào con vào cũng một biển người như thế này, mà nhiều lúc con sợ lắm, con bảo ôi chết thôi cha ơi, nhiều nghĩ hụng bảo đông thế kia thì cha làm nào được nhở. Thế nhỡ mà họ cứ ở đấy không về thì cha làm sao? Mà con ở trọ mà con cũng sợ lắm, con chả biết là con đi kìa. Sáng nay con đi từ hơn 5 giờ con chờ, con chen chen gần chết cha mới vào được. Thế mẹ con mấy em con có được lên đâu, cứ ngồi dưới kia. Thế nên là con thật sự là con chỉ biết tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Con mong xin Chúa và cha cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình chúng con và tất cả cộng đoàn chúng ta một sức khỏe. Và vâng, chị thích đọc sách, tôi đã tặng cho chị người theo đạo Phật một cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Chị đã đọc chưa? Con chưa biết chả. Bây con được cha tặng, con về con sẽ đọc cha. Đọc hết. Vâng, con sẽ phải đọc hết cha. Con quyết tâm con đọc ạ. Vâng, đây là cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa. Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina. Chị đọc chị sẽ thấy được là lòng thương xót Chúa là như thế nào. Những kinh mà chị đọc lúc nãy ấy, là đã được chính Chúa Giêsu dạy cho thánh nữ Faustina ghi chép lại trong cuốn sách này, chứ không phải kinh đó là do tôi hay là do bất cứ ai sáng tạo hay sáng tác ra. Không có, không ai chế ra cả, nhưng mà chính Chúa Giêsu bảo Faustina là viết lại y như vậy, và từng câu từng chữ như thế. Những gì về lòng thương xót Chúa mà tôi rao giảng, tôi chia sẻ với anh chị em đều lấy từ trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina. Vâng, anh vừa mới nghe một chị đạo Phật chị chia sẻ như vậy. Còn anh là người đạo Phật, nhờ đâu mà anh được biết đến lòng thương xót Chúa? Con thưa cha, thưa toàn thể cộng đoàn, con thì con nghiện ma túy 19 năm rồi. Thế trong suốt 19 năm đấy thì con cũng đi rất nhiều trung tâm, thế nhưng mà con đều thất bại, cũng uống rất nhiều loại thuốc, thế nhưng cũng đều không thành công. Cũng có lúc nhiều khi quyết tâm để bỏ nhưng chưa lần nào được 2 ngày, chỉ được 1 ngày thôi. Ngày thứ 2 tìm đủ mọi cách để con tiêu rất rất nhiều tiền của mẹ con. Con thì nhiều khi cũng thấy rất khi là khổ, mình không thoát ra được mà. Thế rất là đau khổ lắm, lúc cũng muốn tìm đến cái chết để giải thoát. Thế nhưng mà còn vợ mới lại 3 đứa con gái nữa. Thế hôm năm vừa rồi,
Tết vừa rồi có một người bạn đạo công giáo cùng tuổi mấy con, bạn ấy cũng 36 tuổi cho tặng cho con một cái đài của cha, cái đài 300 bài giảng. Bảo cứ nghe hết 300 bài đi là khác Chúa hay chữa lành cho. Con thì con mang về con nghe. Thì ngày đầu con thấy cũng bình thường, bởi vì cũng chẳng cái cảm giác gì cả. Thế nhưng 2-3 ngày sau khi con đi làm về, con nghe con thấy giọng của cha ấm quá. Mà càng nghe con cứ thấy như cô ru con vào giấc ngủ ấy. Thế là cứ con cứ nghe ngày nghe đêm, nghe cả trưa, những lúc nấu ăn con cũng nghe. Thế là kể cả những lúc con làm mà nó không, con thì con làm thợ mộc, những lúc mà không bật máy ấy, con cũng bật con nghe. Thế là cứ nghe suốt ngày, con nghe được hết 2 lượt đài của cha rồi. Thế nhưng đến bây giờ là con, trong cái thời gian con nghe ấy, con vẫn chơi chả. Có nghĩa là trước con chơi gần 1 triệu một ngày ấy. Thế nhưng mà sau con nghe cái đài của cha con giảm xuống, còn 200 thôi. Thế nhưng mà nó cứ dần dần ấy, đến cái hôm mà chuẩn bị cuối Tết 30 con nhắn cho cha, thì cha nhắn lại cho con là con yên tâm đi, cha khác cầu nguyện cho con cứ an tâm đi. Thì ngay từ lúc đó không hiểu sao con vẫn chơi, nhưng lòng con đã vững tin vào Chúa rồi. Thế là con chỉ còn chơi cái ngày hôm 29-30 đấy là 100 ngàn thôi. Mà đang chơi là trước là gần 1 triệu con hút, mà nó tốn nó hơn được người trích ấy. Hút tốn 30 năm. Thế nhưng là thì khi nghĩ chiều hôm đấy Chúa nó chạm đến lòng con. Con thấy con chỉ có chạy đến Chúa con mới được giải thoát được thôi. Bởi vì suốt bao nhiêu năm con các kiểu con cũng không cai được. Khổ lắm. Mẹ con thất vọng về con nhiều. Mắc bệnh về con. Bởi vì mất cả đất, tiền lòng bao nhiêu cả. Con thì này là con đầu. Mẹ đặt hết vào con. Nhưng bố con thì mất rồi. Thế bây giờ bà thì bà cho con tiền cái hôm mùng 2, bà đưa cho con mấy triệu, con lại đi đánh liêng hết để mua đặt vé máy bay. Con bảo thế này không được vào, ước nguyện ước muốn là ra riêng để vào với cha, với cộng đoàn con biết từ năm ngoái rồi. Thế nhưng con cứ cầu nguyện với Chúa, nếu mà được đẹp ý Chúa, không phải là ý của con muốn vào thì xin Chúa cứ thu xếp cho con tiền. Không hiểu tại sao đùng đến ngoài mùng 10 mẹ con này quen biết mấy chị đặt vé máy bay vào và mấy người cùng vào. Thế là con chúng con mới có mấy người vào, trong này là có 5 người vào được 3 hôm rồi. Và trong suốt cái 3 hôm đấy là con thì trong suốt 19 năm con chưa bao giờ bỏ ma túy, nó cảm thấy nó nhẹ nhàng như cái 3 hôm này. Cảm thấy nó vừa vui mà nó bình an lắm. Nó chỉ con từ Bắc vào đây thì con chỉ có 3 ước nguyện thôi. Ngày mai là con quay về Bắc rồi. Ước nguyện đầu tiên là xin Chúa ban phước cho cha, cho có sức khỏe để gieo lời tin mừng lòng thương xót Chúa. Cái ước nguyện thứ hai là xin Chúa hãy nhậm lời nguyện cầu của con để chữa lành bệnh tiểu đường. Bây giờ của mẹ con nó bị chạy nên viêm mắt rồi, nó ngứa hết người. Mấy này bao nhiêu tuổi? Mẹ con 62 tuổi. Và xin Chúa cũng chữa lành cho tất cả mọi người chạy đến lòng thương xót đó Chúa, đặt tín thác vào Chúa thì đều được ơn chữa lành. Chúng ta thấy một anh người đạo Phật mà kết thúc bằng 3 cái ước nguyện rất đạo mà rất sâu, rất lòng thương xót, không xin gì cho mình. Một ước nguyện thứ nhất là xin cho cha có được sức khỏe để loan truyền lòng thương xót. Ước nguyện thứ hai là xin cho mẹ mình khỏi căn bệnh tiểu đường, vì chính bởi mình mà mẹ đã phải mang căn bệnh. Chính bởi vì mình mẹ đã phải bán nhà bán đất. Chính bởi vì mình mẹ đau buồn mà mắc bệnh 19 năm trời. Biết bao nhiêu trại cai nghiện, biết bao nhiêu phương pháp, biết bao nhiêu thuốc vẫn không dứt khỏi. Mỗi ngày tiêu trung bình là 1 triệu cho vào cái tiền đó. Một người vợ và 3 đứa con nghèo nhóc mà anh cũng cảm thấy là mình đang làm nô lệ của nó, đang làm ngục tù của nó mà không cách nào mà thoát ra được.
biết bao nhiêu trại cai nguyện, biết bao nhiêu phương pháp không thoát ra được. Đến ngày hôm nay khi anh được nghe cái máy, lúc đầu anh nghe cũng chẳng có cảm nhận gì, như bất cứ người nào khác thôi. Nhưng mà sang đến lần thứ hai, lần thứ ba, anh nghe đến mức độ mà chỉ trừ khi cái máy cưa, nó cưa thì anh không nghe. Còn anh làm mộc, anh nghe ngày, nghe đêm. Và càng nghe bao nhiêu thì cái nồng độ lòng yêu mến nó tăng. Thì cái nồng độ mà ham muốn về xì ke ma túy nó giảm dần. Từ 1 triệu xuống 2 triệu xuống 100. Và bây giờ thì 3 ngày hôm nay anh cảm thấy rất bình an. Chưa bao giờ trong 19 năm trời anh có được những giây phút bình an là không còn những đòi hỏi, những ham muốn về xì ke ma túy nữa. Và ước nguyện thứ ba là mong ước cho tất cả mọi người đến đây cũng như những người khác đều được Chúa sờ chạm và chữa lành. Không xin gì cho mình, nhưng lời thứ ba đã có anh ấy ở trong đó. Hallelujah! 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 Còn một ước nguyện cuối cùng nữa, đó là cái chiều 30 ấy, mọi người thì đi mua sắm, con thì buồn, con ở nhà con nghe đài của cha, con thấy ấm lắm, bình an lắm, thì con nghe đài cha. Không hiểu tại sao thì Chúa sờ chạm đến con, và con làm được bài thơ trong cái khoảnh khắc, nó chỉ còn mấy tiếng nữa là sang năm mới thôi. Thì con xin phép cha là cho con đọc. Người Phật tử 19 năm xì ke ma túy làm thơ chiều 30 Tết. Con xin phép được đọc, xin phép cộng đoàn, xin phép cha được đọc bài thơ. Bài thơ đầu đề là Xuân mới con tôn vinh Chúa. Năm cũ ơi, qua rồi. Đau khổ ơi, qua rồi. Chén đắng ơi, qua rồi. Xuân này có Chúa vui mừng biết bao. Đã nghe giáo điểm tin mừng từ lâu. Ước mong sao chỉ đến một lần, để được quyền năng Thiên Chúa chữa lành cho con. Xuân này hạnh phúc vô lượng, không vàng, không bạc, không tiền cũng chẳng hoa, nhưng con có được tình yêu Thiên Chúa trong lòng Chúa ơi. Xuân mới con được ơn chữa lành Chúa ban, ơn phước Chúa đổ khắp trần gian, hồng ân Thiên Chúa dạt dào bao la. Xuân này xuân của Chúa Cha. Xuân này xuân của mọi nhà, hễ ai tín thác lời Ngài, Chúa ban ơn chữa lành. Tiền vàng bỉu vật trần gian làm sao sánh bằng hồng ân. Xuân này có Chúa từ đây, lòng con vui sướng muôn phần Chúa ơi. Xuân này xin Chúa đến ngự trị lòng, để con tín thác lời Ngài muôn đời Chúa ơi. Xuân này con ngợi khen Chúa đời đời vô cùng. Amen. Đấy, 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 tặng cho tôi tấm cái bài thơ đó. Anh đúng rồi. Đây, tôi gửi tặng anh tấm hình làm thư xót Chúa nha. Đây là đứng mà anh đã làm một bài thơ là xuân này có Chúa chẳng cùng. Amen. Và đây là cái máy 300 bài giảng. Máy anh còn nghe được không? Máy thì của con vẫn còn nghe được, nhưng con xin cha cho mẹ của con, bởi vì mẹ của con cũng đạo gốc, nhưng mà bà lấy chồng bà bỏ 40 năm nay rồi. Con thì muốn lần này con vào cho mẹ con quay lại với đạo và đặt chọn tín thác ở nơi Chúa, để cho con và mẹ con được ơn từ nơi Chúa để chữa lành bệnh. Đây, vừa tặng cho mẹ 300 bài giảng và cây quạt cho mẹ luôn, và cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu, để anh biết thêm về lòng thương xót Chúa như thế nào nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Và đây là đề can lòng thương xót Chúa cho anh. Móc khóa lòng thương xót Chúa, đề can lòng thương xót Chúa. Chúa chúc lành cho người anh em. Con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Và cuối cùng xin mời các bạn chúng ta đến với lòng thương xót Chúa qua những món quà của lòng thương xót Chúa, là những chiếc xa lăn. Xem quả thì biết cây. Nếu người ta đến với giáo điểm tin mừng mà thấy chúng ta chỉ có
cháu ông khênh lên ông đây cho mọi người thấy không phải không? Nếu anh chị em đến với giáo điểm Tin Mừng mà chỉ thấy là cờ quạt, chỉ thấy tiệc tùng, chỉ thấy những cái buổi trình diễn bên ngoài, thì anh chị em biết rằng cái cây đó chỉ là cái cây trình diễn, cái cây đó chỉ là cây hình thức, cây đó chỉ là cây lễ nghi. Nhưng nếu anh chị em và các bạn đến với giáo điểm Tin Mừng mà các bạn thấy rằng là mỗi ngày đều có những người được đón nhận món quà lòng thương xót Chúa là những chiếc xà lan, và mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi tuần đều có những nhóm thiện nguyện đi đến các nơi mà trong mùa chay sắp tới đây, ngày thứ tư lễ cho bước vào mùa chay, chúng tôi sẽ thực hiện chương trình bác ái mùa chay đi ra ngoài mãi Gia Lai Kon Tum, đi xuống Phan Thiết rồi đi đến Sài Gòn cho những người bệnh tâm thần, cho những người mù và cho những đồng bào dân tộc. Thì anh chị em biết rằng đấy là những hoa trái lòng thương xót. Chúng tôi không nói nhiều bằng việc làm mà để cho anh chị em thấy. Và chính anh chị em cũng vậy, chẳng cần phải quảng cáo nhiều, nhưng mà chính sự đóng góp âm thầm của anh chị em để có những món quà lòng thương xót Chúa cho những người đau bệnh cần đến chúng ta, bất kể họ thuộc tôn giáo nào, bất kể họ thuộc niềm tin nào, bất kể họ thuộc dân tộc nào, điều đó không quan trọng. Nhưng những ai cần đến lòng thương xót Chúa thì cây lòng thương xót Chúa sẵn sàng đưa ra những hoa trái lòng thương xót cho người ta được đón nhận. Chúng ta thấy hình ảnh mà một người bạn trẻ vừa mới làm một bài thơ Xuân Này Có Chúa thật là tuyệt vời biết bao. Đấy, những hoa trái lòng thương xót Chúa là như vậy. Bây giờ xin được gửi tặng chiếc xe lăn cho ông cụ. Chị giới thiệu cho mọi người biết chị tên gì và ông cụ tên gì ở đâu. Dạ, con thưa cha, con tên là Trần Thị Hiên. Quê quán của con là ở Hà Tĩnh, hiện đang sống ở Đồng Nai. Hiện đang sống ở Đồng Nai thì bố con là bị bệnh, đi khám ở ngoài bệnh viện Bạch Mai Hà Nội là bác sĩ bảo là ông già là ông bị bệnh teo não tuổi già, nên là cái bệnh này nó không thể chữa được. Bởi vậy nên là ông bác sĩ bảo là bây giờ bệnh này có cho bác sĩ cả tiền tỷ thì ông bác sĩ cũng bó tay. Nên là ở nơi xóm nhà con là có cái ông, cái chú tên là Trần Trung Kiên, là chú ở bên có là ở bên người đạo á, mà nhà con là không có đạo gì hết. Nhà con là bên đạo Phật. Thế chú mới bảo là bây giờ bố con là đi hiện là đang bị bệnh tình như vậy nên là đi bị lượt nửa người, không đi lại được. Mà nói cũng không được luôn, ăn uống thì bình thường. Mà chú bảo là chú biết được bố con như vậy nên chú đến chú bảo là bây giờ ở gần nhà con là có cái nhà sơ là chuyên chăm cứu bắt mạch. Nên là chú bảo là bây giờ chú đến hàng ngày là chú nhà con thì nói chung điều vắn tắt thời bìa. Sao chị biết giáo điểm Tin Mừng mà chị đến đây? Là con biết được cái giáo điểm Tin Mừng này á, là nhờ chú Kiên á, là ở trong xóm của nhà con. Chú đưa con là chú bảo là bây giờ ở đây là có cái giáo điểm Tin Mừng, nên là chú bảo là chú sẽ đưa ông già đến đến ở đây để nhờ cha là cầu nguyện cho, để cho ông được khỏi bệnh. Thế là gia đình con chú đầu tiên là chú á, sắp xếp thời gian rồi chú bảo là nếu như gia đình mà không đi là được á, thì chú đưa đi cho. Nhưng mà con bảo là thôi thì gia đình thì có con thì dù chú đi cùng rồi là cả con đi nữa là đưa ông đến để nhờ cha cầu nguyện cho ông để ông được khỏi bệnh. Vâng, chúng tôi xin được gửi tặng cho chị chiếc xe lăn để chị đỡ cho ông ngồi, ít nhất là trong những lúc di chuyển chị không phải ấm hay bồng bế, vì người bệnh như vậy rất là khó. Một mình thân gái yếu, gọi là chân yếu tay mềm, đỡ một người bệnh đi lại rất là khó khăn. Xin được gửi tặng cho chị nha, và gửi tặng cho chị cái máy để chị cho ông nghe. Ông vẫn nghe được đúng không? Vâng, mặc dù ngồi trên xe lăn như thế, để gửi tặng cho chị cái máy. Vâng, và chiếc xe lăn để chị đưa ông đi. Xin Chúa chúc lành cho chị nha. Dạ, rồi con xin cảm ơn cha và nhờ cha là cầu nguyện Chúa cho bố con được khỏi bệnh.